Bộ Công Thương sẽ xây dựng cơ chế quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo hướng để doanh nghiệp tự kê khai giá thay cho việc áp trần như trước đây. Vậy sau khi bỏ áp trần, giá sữa trên thị trường hiện nay ra sao? Và về lâu dài có tác động như thế nào tới quyền lợi của người tiêu dùng? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Thường xuyên mua sữa bột cho con nhỏ, chị Hoan cho biết giá sữa hiện tại so với trước đây không có biến động. Tuy nhiên, chị vẫn băn khoăn về việc để cho doanh nghiệp tự quyết định giá sữa. Trước đây tôi mua hộp sữa này với giá là 350.000. Cách đây ít hôm tôi mua sản phẩm này cũng giá như thế. Nếu như mà để cho doanh nghiệp tự tăng giá sữa, tự quản lý giá sữa thì tôi e là doanh nghiệp sẽ tăng giá lên cao thì sẽ thiệt hại cho người tiêu dùng. Không ít người có chung băn khoăn như chị Hoan. Chia sẻ về vấn đề này, các chuyên gia về giá cho biết, nhìn vào hiện tượng, người tiêu dùng lo lắng là đúng, nhưng về bản chất thì lại không phải vậy. Nhà nước không áp trần giá sữa đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì chắc chắn thì giá cũng khó biến động. Khi mà doanh nghiệp định giá cao thì người tiêu dùng sẽ không chấp nhận, có nghĩa là sẽ có sự cạnh tranh thực sự. Mà trong quy luật thị trường mà có cạnh tranh ấy, thì trong xu thế là giá thị trường bao giờ cũng ép cái giá thị trường xuống sát với giá thành. Theo ông Vũ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Sữa Việt Nam, từ trước tới nay việc loạn giá sữa không bắt nguồn từ việc áp hay bỏ giá trần. Hơn nữa, việc cho doanh nghiệp tự định giá sẽ tạo ra thị trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Với cái cơ chế quản lý mà yêu cầu các doanh nghiệp là minh bạch thì là chúng tôi tin rằng là cái giá sữa này nó sẽ được ổn định và nó phản ánh đúng cái thị trường, chứ không phải là cái chuyện là các cái doanh nghiệp mà không tham gia sản xuất nhiều mà chỉ tham gia vào kinh doanh rồi là kích động rồi là đẩy giá lên. Thì chúng tôi tin rằng là ba bộ phối hợp với cái nghị quyết mới của chính phủ thì là cái giá sữa nó sẽ được kiểm soát. Các doanh nghiệp kinh doanh sữa sẽ tự xác định mức giá hợp lý và đăng ký kê khai giá với Bộ Công Thương. Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện mức giá bán mà doanh nghiệp đã đăng ký đến khâu bán lẻ cuối cùng. Theo báo cáo tại hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2017, trong năm qua, tình hình thời tiết ở huyện Đơn Dương diễn biến hết sức phức tạp. Ngay đầu mùa mưa đã xảy ra mưa đá và sét đánh xảy ra ở Sạp Ró.